chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, những tháng cuối năm, tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp. Trong tháng 9 đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông làm chết 14 người, làm bị thương 18 người, tăng 12 vụ, tăng 6 người chết và tăng 9 người bị thương so với tháng 8 năm 2023. Trong đó, các vụ tai nạn giao thông tập trung chủ yếu trên quốc lộ 5 và quốc lộ 39. Số vụ tai nạn giao thông tăng trong tháng 9 cũng tập trung ở tuyến đường thuộc địa bàn huyện Văn Lâm, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Hiện nay, tình hình trật tự an toàn giao thông được dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là liên quan đến hoạt động vận tải. Để kiểm soát tình hình, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nói chung và vi phạm nồng độ cồn nói riêng. Trong đó, tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát trong các khung giờ cao điểm xe khách xuất bến đi các tỉnh, thành phố và ngược lại, kết hợp giữa tuần tra lưu động và lập chốt kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy nhằm kéo giảm về tai nạn giao thông thời gian tới. Theo phản ánh của người dân sinh sống trên tuyến tỉnh lộ 378 đường D thuộc huyện Kim Động, Khoái Châu, Văn Giang và các tuyến tỉnh lộ 384 cầu Khé, Bô Thời, huyện Khoái Châu, đường DT382 đi ra tỉnh lộ DT376 xã Yên Phú, Đồng Than, huyện Yên Mỹ và đường DT71 huyện Kim Động ra quốc lộ 39 rất bức xúc khi hàng ngày có hàng trăm lượt xe tải chở vật liệu xây dựng chạy từ sáng sớm đến đêm khuya gây tiếng ồn, bụi bẩn, gây mất an toàn giao thông. Trong đó, có 15 bãi được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép, 32 bãi không có phép. Tuyến sông Hồng có 31 bãi, có 24 bãi đang hoạt động, có 11 bãi được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép, 20 bãi không có giấy phép hoạt động. Trong đó, huyện Khoái Châu có 5 bãi, huyện Kim Động có 3 bãi, thành phố Hưng Yên 11 bãi. Còn trên sông Luộc tại huyện Tiên Lữ có 11 bãi và huyện Phù Cử có 1 bãi. Đây là những bãi tập kết vật liệu chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép, trong đó có nhiều bãi không thuộc diện quy hoạch vẫn hoạt động trong nhiều năm nay. Tại các bãi trên địa bàn huyện Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên, xã Mai Động, Thọ Vinh của huyện Kim Động, bãi khai thác xã Chí Tân, Hàm Tử, Tứ Dân, Tân Châu của huyện Khoái Châu, hàng ngày cho thấy có rất nhiều xe quá tải chở vật liệu xây dựng hàng hóa chạy qua. Chỉ khoảng 30 phút có mặt tại khu vực bãi cát xã Chí Tân, huyện Khoái Châu. Hàng đoàn xe chạy với tốc độ nhanh khiến cung đường này trải bụi mù mịt. Không chỉ ở huyện Khoái Châu, tình trạng này cũng đang diễn ra tại huyện Tiên Lữ. Ô tô to chạy nhiều luôn ý. Nhà lạ cũng phải đóng kín vào mùa hè, ngày nào cũng phải lau nhà mà. Đây là hình ảnh những hung thần chở cát quá tải chạy trên tuyến quốc lộ 38, khu vực huyện Tiên Lữ. Đất cát rời vãi đầy đường, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hàng ngày trên tuyến quốc lộ 38 và địa phận thành phố Hưng Yên, vi phạm về trật tự an toàn giao thông diễn ra thường xuyên. Người dân rất bức xúc và cho rằng việc buông lỏng kiểm soát để phương tiện có tải trọng lớn chạy nhanh trên các tuyến đường gây mất trật tự, mất an toàn giao thông khiến cho người dân bức xúc. Ban ngày thì bụi lắm, nó như khỏa mù, xe cát nó kiểu nó đóng đầy, nó vương ra đường, xe chạy suốt lên. Vương vãi cát rất nhiều mà đi thông ngày thông đêm luôn, cũng đã xảy ra mấy vụ tai nạn rồi, rất là nguy hiểm. Thời gian qua, với việc vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, xử lý nghiêm tình trạng xe cơi nới thành thùng đã không còn. Tuy nhiên hiện nay, các tài xế lái xe chở cát này luôn trong tình trạng phóng nhanh vượt ẩu từ các bến bãi tỏa đi khắp nơi. Tình trạng xe vận tải hàng hóa từ các bến bãi không phép, chủ bến bãi, chủ xe, lái xe, bất chấp pháp luật, chở hàng, hoành hành trên nhiều tuyến đường đang có chiều hướng gia tăng. Để đảm bảo về trật tự an toàn giao thông, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Theo đó, công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và công an địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp xe chở quá tải, hoán cải cơi nới thành thùng, xe trái quy định để bảo vệ công trình đường bộ, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Sở Giao thông Vận tải rà soát khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, các bất cập trong tổ chức giao thông trên các tuyến đường do sở quản lý. Các đơn vị phối hợp với các địa phương tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến quốc lộ cao tốc, đường tỉnh, đường do địa phương quản lý, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, các đơn vị bảo trì đường bộ,
phát hiện kịp thời để xử lý vi phạm hành lang đường bộ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.